Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 15 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong hôm nay tại các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và lệch đông. Vì vậy, vào đêm và sáng thì khu vực sẽ có khả năng có sương mù lẫn mưa nhỏ, trời nhiều mây và nhiệt độ giảm thấp, chủ yếu trong khoảng 16 đến 19 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, nhiệt độ có thể hạ xuống dưới ngưỡng 14 độ và trời rét. Vào ban ngày trời cũng âm u, nhiều mây, nhiệt độ vì thế cũng không thể tăng cao. Dự báo mức nhiệt trong khoảng trưa chiều nay cũng chỉ ở ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Riêng với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì do tác động chắn của dãy Hoàng Liên Sơn nên ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ vì thế có thể tăng lên ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Riêng tại sông Mã, Sơn La thì khả năng đạt mức xấp xỉ là 29 độ. Lùi xuống khu vực Trung Bộ đến với các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh thì cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và lệch đông nên thời tiết khu vực này cũng không mấy khác biệt so với các tỉnh Bắc Bộ. Ở đây thì trời cũng nhiều mây, có mưa nhỏ lác đác, trời ở ngưỡng rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Sau đó thì ban ngày nhiệt độ cũng chỉ tăng lên khoảng 21 cho đến 24 độ. Nằm xa hơn về phía Nam, các tỉnh Trung Bộ trải dài từ Quảng Bình đến tận Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến có mưa xuất hiện cục bộ vào thời điểm đêm và sáng, tập trung chủ yếu tại một số nơi như Tuy Hòa, Phú Yên với lượng ít. Còn vào ban ngày, hầu khắp các nơi đều có nắng với nhiệt độ có xu hướng tăng dần về phía Nam. Trong đó các tỉnh cực Nam Trung Bộ là những nơi có nhiệt độ cao nhất, có thể tăng lên ngưỡng 30 đến 31 độ. Song nhìn chung với mức nhiệt này, cộng thêm với thời tiết tương đối tạnh giáo sẽ là những điều kiện thuận lợi trong hoạt động ngoài trời cũng như du lịch cho du khách. Ngược lên vùng cao Tây Nguyên, thời tiết tại đây trong ngày hôm nay nhìn chung là ít biến động. Vào ban ngày nhiệt độ sẽ không tăng quá cao, chỉ từ 27 đến 30 độ. Về đêm và sáng trời ở ngưỡng rét với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 đến 18 độ. Vì thế người dân và du khách vẫn cần lưu ý mặc đủ ấm để bảo vệ tốt cho sức khỏe. Vào đến khu vực Nam Bộ, thời tiết cũng phổ biến là ít mưa, ban ngày trời có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất thì khả năng tăng lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Phú của Bình Phước, Tuyên Biên Hòa của Đồng Nai hay là Tây Ninh, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 34 độ. Tiết trời giữa trưa thì khá oi bức và khó chịu. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng đến với dự báo thời tiết cụ thể tại các thành phố lớn trên cả nước trong hôm nay. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội hôm nay nhìn chung là biến động không nhiều. Vào sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù, mưa nhỏ thì có thể xuất hiện cục bộ tại những nơi gần sông Hồ. Khi lưu thông trong thời điểm này thì quý vị vẫn nên hạn chế tốc độ và cần chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Về nhiệt độ thì lúc này chỉ khoảng 17 đến 20 độ, sau đó về trưa chiều thì cũng sẽ chỉ tăng lên ngưỡng 23 đến 24 độ. Cùng thuộc khu vực Bắc Bộ, trong hôm nay thời tiết tại thành phố Việt Trì thì cũng không mấy khác biệt so với thủ đô Hà Nội. Về sáng sớm, tình trạng sương mù cũng như là mưa nhỏ thì vẫn có thể lặp lại. Trời ở ngưỡng rét vào sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất trong ngưỡng 17 đến 18 độ. Vào ban ngày, nhiệt độ thì cũng không tăng quá cao, chỉ ở ngưỡng dưới 24 độ. Khi lưu thông, quý vị chú ý mặc ấm, đồng thời trang bị thêm các tiện ích che mưa để tránh bị ướt và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, thời tiết trong hôm nay nhìn chung là khá thuận lợi trong hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch và cả giao thông sản xuất. Dự báo sáng sớm tuy trời nhiều mây nhưng sau đó vào ban ngày trời hửng nắng với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 27 đến 28 độ. Tiết trời tạnh giáo nên ủng hộ cho mọi hoạt động ngoài trời diễn ra. Trong hôm nay, thời tiết Đà Lạt vẫn phổ biến là tạnh giáo không mưa. Về sáng sớm, trời ở ngưỡng rét với nhiệt độ thấp nhất khu vực chỉ khoảng 12 đến 15 độ. Sau đó vào ban ngày, nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 24 độ. Thời tiết không mưa còn kéo dài nhiều ngày, nên bà con cũng cần chủ động các biện pháp điều tiết nước hợp lý cho cây trồng để tránh thiệt hại cho khô hạn. Với thành phố Hồ Chí Minh, vào ban ngày thì trời cũng có nắng, cường độ nắng mạnh nhất vào thời điểm 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Với nhiệt độ ban trưa thì có thể tăng lên xấp xỉ ngưỡng 34 độ. Không khí giữa trưa thì khá nóng bức nên khi lưu thông vào thời điểm này, quý vị đừng quên mang theo các vật dụng tránh nắng, đồng thời dùng thêm kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp để bảo vệ làn da khỏi tác động có hại của tia cực tím. Với thành phố Cần Thơ thuộc dải đất miền Tây, trong hôm nay trời có nắng nhưng mà không quá gay gắt và biên độ nhiệt ngày đêm thì dao động chủ yếu khoảng 24 đến 32 độ. Thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho giao thông và du lịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.